Quỳnh Anh và Ngọc Trời xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ tư trong tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huấn Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Trời, thưa anh. Lâu lâu mình tản mạn về ngôn ngữ một chút. Mai cô mới mở. Dạ. Cô mở mai đi cô. trong kỹ thuật thì mấy cậu kêu mở micro. À, mở mai đi cô. Thì anh Triệu nói mai cô. Mai cái gì? Micro mới mở. Micro mới mở. Quá hay. Thế nó chỉ đạo vài chữ thôi, nó đang nghĩa khác là dạ. Chủ từ, túc từ. Thế nên về sau này thực sự anh em chúng tôi đọc tin từ quý vị thính giả, chia sẻ với quý vị cũng như Quỳnh Anh luôn. Cái lối viết văn sau này đó, cái chấm phết nó quá dài, cái câu văn nó quá dài. Thứ hai là cái ý viết đó, thế nên nhiều khi rất là anh em mình rất là vất vả khi mà đọc cái bản dạ tin. Dạ phải. Cái không chấm phết là một, nên mình không biết dứt ý nó đúng ở chỗ nào, và nhiều lúc nuốt nữa, hơi thì không có đủ đọc một hơi, dạ, và bỏ có khi mà bỏ bớt nữa mà mình ngắt không đúng chỗ nó đổi nghĩa đó thì cái vừa rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả, phần tin Hoa Kỳ là phần tin đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong chiều hôm nay với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Biden chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID. Tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với đại dịch COVID vừa chấm dứt hôm thứ Hai, khi Tổng thống Biden ký một nghị quyết để kết thúc nó sau 3 năm, nhiều tuần trước khi nó hết hạn cùng với một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng khác. Tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh để đối phó với virus, hỗ trợ hệ thống kinh tế, y tế và phúc lợi của đất nước. Một số biện pháp khẩn cấp đã chấm dứt trong khi những biện pháp khác chuẩn bị kết thúc. Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 5. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai phát đi thông báo một dòng duy nhất cho biết Tổng thống đã ký nghị quyết sau khi công khai phản đối nghị quyết. Hơn 197 dân biểu dân chủ bỏ phiếu chống nghị quyết khi Hạ viện thông qua nó hồi tháng 2. Tháng trước khi nghị quyết được Thượng viện thông qua với 68 phiếu ủng hộ và 23 phiếu chống, ông Biden tỏ ý sẽ ký nghị quyết. Chính phủ cho hay, một khi Quốc hội đẩy nhanh việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia, chính phủ sẽ xúc tiến chuẩn bị trở lại các thủ tục thông thường. Trong số những thay đổi này là chương trình hoãn thế chấp COVID của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị sẽ kết thúc vào cuối tháng 5. Và Bộ Cựu Chiến binh sẽ áp dụng lại quy định đến tận nhà để xác định điều kiện hỗ trợ chăm sóc. Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho hay hơn 1.13 triệu người ở Hoa Kỳ tử vong vì COVID trong 3 năm qua, trong đó 1.773 người tử vong trong tuần lễ kết thúc ngày 5 tháng 4. Các vị lãnh đạo của Kentucky và Tennessee kêu gọi quản lý súng nghiêm ngặt hơn sau các vụ nổ súng hàng loạt. Các lãnh đạo chính trị của Kentucky và Tennessee vào hôm thứ Ba đã kêu gọi việc quản lý súng nghiêm ngặt hơn, kể cả luật nghiêm ngặt hơn để mà ngăn chặn những người đang gặp khủng hoảng mua súng. Sau khi có hai vụ nổ súng hàng loạt làm cho 11 người bị thiệt mạng ở tại Louisville và Nashville, một nhân viên ngân hàng đã bắn chết 5 đồng nghiệp và làm cho 9 người khác bị thương tại nơi làm việc của anh ta ở tại Louisville, Kentucky vào hôm thứ Hai. Vào ngày 27 tháng 3 thì có 3 học sinh 9 tuổi và 3 nhân viên đã bị một cựu học sinh bắn chết tại một trường tư nhân ở tại Nashville, Tennessee. Và trong cuộc họp báo vào chiều ngày thứ Ba, cảnh sát của Louisville cho biết tay súng đã bị cảnh sát bắn chết và công bố hình ảnh từ camera được gắn trên người cảnh sát. Đoạn video cho thấy là tay súng đã bắn cảnh sát và một viên cảnh sát đã bị bắn trúng đầu. Người cảnh sát kia thì bị thương nhẹ nhưng cố gắng nấp sau chậu cây cảnh. Sau đó thì ông bắn chết tay súng. Trước đó thì thống đốc Tennessee là Bill Lee đã kêu gọi các nhà lập pháp củng cố luật cảnh báo đỏ của tiểu bang nhằm ngăn chặn những người được xem là mối đe dọa cho công chúng hay bản thân họ đi mua súng. Quy định như thế này sẽ bổ sung một luật hiện hành cho phép tòa án cấm sở hữu súng đối với những người phạm tội bạo hành gia đình cũng như tấn công tình dục. Ông Lee kêu gọi hợp tác sau khi mà Hạ viện đã khai trừ 2 dân biểu da đen vì đã tham gia cuộc biểu tình tại Quốc hội tiểu bang, kêu gọi việc quản lý súng nghiêm ngặt hơn. Trong cuộc họp báo ở tại Louisville, thì dân biểu Morgan McGavy đã kêu gọi các nhà lập pháp liên bang ủng hộ kiểm tra lý lịch.
Ông cho rằng tay súng ở tại Louisville lẽ ra có thể ngăn chặn được vì anh ta nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho ai đó nói về chuyện anh ta muốn tự tử và dự tính hãm hại người khác trước khi vụ nổ súng diễn ra. Hội đồng thành phố Memphis đình chỉ cải cách cảnh sát sau làn sóng biểu tình. Thưa quý vị, Hội đồng thành phố Memphis hôm thứ Ba đã bỏ phiếu để hoãn vô thời hạn các cải cách cảnh sát sau vụ đánh chết Tyre Nichols, theo sau làn sóng biểu tình phản đối các nghị định được thông qua hồi tháng 3. Cuộc bỏ phiếu theo sau nhiều tuần tranh luận về những gì cảnh sát Memphis cần làm để ngăn chặn tái diễn cái chết của một người da đen trong tay 5 cảnh sát trong lúc chặn xe lại kiểm tra vào ngày 7 tháng 1. Các nhà vận động cải cách cảnh sát cho biết, quy định mới không bao gồm các quy định như điều tra độc lập về sử dụng võ lực. Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố J.B. Smiley cho hay, tốt nhất là thực hiện các nghị định trước đó về cải cách tư pháp hình sự. Đám đông reo hò và hô khẩu hiệu công lý cho Tyre sau khi hội đồng chấp thuận kiến nghị của ông Smiley để hoãn vô thời hạn các cải cách mới. Cái chết của Nichols, 29 tuổi, dẫn đến những lời kêu gọi thay đổi. Trên toàn quốc, cảnh sát bị áp lực phải sửa đổi hoạt động của họ kể từ cái chết của ông George Floyd ở Minneapolis năm 2020, một người da đen khác chết trong tay cảnh sát. Trong vụ đánh chết Nichols, 5 cảnh sát bị truy tố tội giết người ở cấp độ 2. Đại học Minnesota diệt chủng người bản địa. Một báo cáo công bố vào hôm thứ Ba kết luận các nhà sáng lập Đại học Minnesota liên quan đến việc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc người bản địa Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 19 vì lợi ích tài chính của trường. Bản báo cáo của Hội đồng Người Bản Địa Minnesota và Trường Đại học đã xác định nhà trường soạn thảo và giảng dạy tư tưởng xét lại để che giấu những tổn hại có hệ thống gây ra cho người bản địa. Báo cáo cho biết rằng Ban Quản trị đã thực hiện việc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc người bản địa Hoa Kỳ vì lợi ích tài chính của ngôi trường và sử dụng nhà trường để làm bình phong để chiếm đất cũng như là tài nguyên. Báo cáo dày 500 trang là một phần của dự án Truth Project, tên viết tắt của hướng đến công nhận và chữa lành Đại học Bộ Lạc. Dự án bắt đầu vào năm 2020 với mục tiêu xác định cách mà các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ xây dựng dựa trên lợi nhuận từ đất đai lấy của các bộ lạc thông qua đạo luật Morrill 1862. Nhóm nghiên cứu của dự án vào hôm thứ Ba thì cho biết Đại học Minnesota lấy số tài sản khổng lồ từ các bộ lạc trong khu vực và các thành viên sáng lập đã sử dụng chức vụ của họ trong chính quyền để thông qua dự luật bài người bản địa và mang lại lợi ích tài chính cho họ và nhà trường. Báo cáo kêu gọi Đại học Minnesota thực hiện các chính sách mang lại lợi ích cho người bản địa như là việc bồi thường, công bố sự thật và sửa đổi chính sách. Ông Robert Larson là Chủ tịch Hội đồng Người Bản Địa Minnesota cho hay, báo cáo chỉ nhắc đến bề mặt của lịch sử địa phương vốn hầu như bị phớt lờ tại các trường học hoặc là công chúng không hề biết đến. Kính thưa quý vị, tiếp tục phần tin Hoa Kỳ. Hai chị em tử vong vì đám cháy do pin xe đạp điện ở thành phố New York. Một bé trai và chị gái của em thiệt mạng vì đám cháy do pin xe đạp điện ở thành phố New York hôm thứ Hai. Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa New York cho biết, từ đầu năm cho đến nay, thành phố xảy ra 59 vụ hỏa hoạn do pin lithium ion. Năm ngoái xảy ra tổng cộng 220 vụ cháy. Ông John Hopkins, lãnh đạo Sở Cứu hỏa New York cho hay, đám cháy hôm thứ Ba bùng phát trên tầng 1 của tòa nhà ở khu Queens. Một chiếc xe đạp điện đang trạc ở hành lang khi ngọn lửa đi theo lối cầu thang lên tầng 2. Người cha và 5 người con của ông đang ở trong apartment. 4 người nhảy xuống, nhưng bé trai 7 tuổi và chị gái 19 tuổi không kịp thoát ra ngoài. Ông Hutchins cho biết, cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường trong vòng 3 phút. Nếu đây không phải là đám cháy do xe đạp điện, cảnh sát cứu hỏa lẽ ra đã dập tắt đám cháy nhanh chóng. Nhưng khi xảy ra đám cháy xe đạp điện, nó giống như một vụ nổ lửa, những người trong nhà không có nhiều cơ hội để thoát ra. Hồi tháng 1, một đám cháy ở thành phố New York làm một người thiệt mạng và 10 người bị thương, cũng do pin lithium ion gây ra.
Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng hồi tháng 12 cho hay, số vụ hỏa hoạn từ pin lithium-ion trong xe đạp điện đã lên đến mức khủng hoảng. Giám đốc văn phòng giám sát gửi thư cho hơn 2.000 nhà sản xuất và nhập cảng xe đạp điện, kêu gọi họ bảo đảm xe đạp điện được thiết kế và sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn an toàn. Ủy ban tiện ích công cộng San Francisco hủy bỏ tuyên bố hạn hán địa phương. Giới chức của Ủy ban tiện ích công cộng San Francisco đã bỏ phiếu chấm dứt tuyên bố hạn hán của địa phương, sau khi mà nhiều cơ quan nước địa phương khác đã hủy bỏ các quy định tương tự sau lượng mưa kỷ lục trong mùa đông vừa qua. Trong cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Ba, thì Ủy ban đã đồng lòng hủy bỏ tuyên bố khẩn cấp thiếu hụt nước được áp dụng từ cuối năm 2021, và Ủy ban cũng bỏ phụ thu hạn hán bắt đầu từ tháng 5. Nới lỏng các quy định hạn hán và phụ thu được đưa ra theo sau một mùa đông có mưa nhiều kỷ lục, khi mà California liên tiếp trải qua một loạt các trận báo. Và hôm 1 tháng 4 thì lượng tuyết trên núi Sierra đã cao hơn bình thường là 237%. Ông Dennis Herrera là tổng quản lý của Ủy ban tiện ích công cộng San Francisco cho hay, những trận báo gần đây đã làm cho năm nay đã trở thành một trong những năm có mưa nhiều nhất trong lịch sử, và lượng tuyết cũng lên đến mức lịch sử. Mưa nhiều theo sau 3 năm khô hạn nhất, mặc dù đợt hạn hán gần đây nhất đã chấm dứt ở phần lớn tiểu bang. Ông Herrera cho biết rằng khí hậu biến đổi sẽ làm cho thời tiết thay đổi một cách nhanh chóng, dẫn đến ảnh hưởng lâu dài về nguồn cung cấp nước. Ông cũng cho biết là Ủy ban dự tính đầu tư hàng tỷ đô la vào các chương trình cải thiện nguồn nước trong vòng 10 năm tới. Và Ủy ban tiếp tục khuyến cáo tự nguyện giảm sử dụng nước 11%. Các quy định khác về sử dụng nước một cách lãng phí thì vẫn giữ nguyên. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của Huỳnh Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.